kính chào quý khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Ngẫm Sự Đời. Quý vị thân mến, nếu như một người có thể bình an, vui vẻ và khoan khoái mà vượt qua cuộc đời này, thì người đó quả thực vô cùng may mắn. Nhưng nếu muốn tận lực để nghĩ cách thoát khỏi những thống khổ và phiền não này, để chúng ta mỗi ngày đều được sống một cách vui vẻ, tự tại, không nuối tiếc, thì cũng không phải là điều quá khó. Chỉ cần bạn tin tưởng vào nhân quả, nhớ kỹ câu thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, làm điều thiện được thiện báo, làm điều ác bị báo ứng. Đặc biệt với hai tội sau đây, nhất định không được phạm phải, vì những việc này ảnh hưởng cực kỳ lớn tới cả cuộc đời bạn. Mời quý vị cùng theo dõi. Tội thứ nhất, bất hiếu với cha mẹ. Trên trang Bí mật Trung Hoa của Trung Quốc có đăng tải câu chuyện một nam thanh niên chết trẻ ở tuổi 30. Nam thanh niên chưa cưới vợ, mất vì tai nạn giao thông, ở độ tuổi còn quá trẻ. Lẽ thường nếu một chàng trai mất sớm như vậy thì người ta sẽ thương tiếc vô cùng. Thế nhưng, người trong thôn bàn luận về cái chết của cậu ấy như nói về chuyện một con lợn bị giết thịt, không hề có chút thương xót nào. Thậm chí một ông già căm hận thốt lên, báo ứng. Cậu ta được xem là thật thà chất phác, người xung quanh ai nhờ giúp việc gì thì cũng không từ chối, cư xử với mọi người khá là đàng hoàng. Nhưng với cha mẹ thì cậu ta không hiếu thảo, thường xuyên đánh mắng bố mẹ mình. Có lần cậu ta đánh bố đến mức toàn vết bầm tím trên mặt, chỉ vì một câu không hợp là đánh nhau. Cứ thế cậu ta đẩy người cha hơn 70 tuổi lên ngưỡng cửa mà đánh. Tuổi già sức yếu, người cha không thể nào chống trả lại người con có cơ thể cường tráng được. Khi hỏi người xung quanh về việc người cha bị con đánh, họ cũng chỉ buông hai từ báo ứng. Nghe kể lại người cha lúc còn là thanh niên, cư xử với phụ huynh như thế nào thì giờ nhận lại y như thế. Gieo nhân nào thì gặp quả nấy. Họ kể tiếp, người cha lúc này còn trẻ vô công rồi nghề, cũng không hiếu thảo với cha mẹ mình. Cha của ông đã nhiều lần rơi nước mắt vì sự ngộ nghịch của ông. Người cha không hiếu thuận với cha mẹ, nên cũng phải chịu nỗi đau con trai không hiếu thuận với mình. Đáng buồn hơn là con trai ông ta cuối cùng cũng gánh một kết cục quá đau đớn. Người sống trong thôn đều biết chuyện của gia đình người đàn ông này, chuyện thành viên trong nhà gặp báo ứng. Họ coi đó là minh chứng cho đạo lý, thiện hữu thiện báo, ác giả ác báo, lấy đó làm gương để dạy dỗ con cháu đời sau. Lời Phật dạy, con người phải biết ơn cha mẹ, hiếu kính cha mẹ, phụng dưỡng cha mẹ bằng điều lành và làm những gì tốt nhất, cần thiết nhất cho cha mẹ. Bổn phận của con cái phải chăm sóc đời sống tinh thần, tâm linh của cha mẹ, hướng cha mẹ đến với điều thiện, điều lành và tránh xa điều xấu ác, bất thiện, giúp cha mẹ tạo nhân duyên lành, mang lại an lạc, hạnh phúc cho đời này cũng như đời sau. Hiếu thảo và tội bất hiếu đều không nằm ngoài phạm vi của luật nhân quả. Giáo lý nhà Phật chỉ ra rằng những người ngược đãi cha mẹ sẽ chịu quả báo, phúc báo có gây dựng bao nhiêu cũng mất hết, kiếp này không chịu hết thì sang đến tận kiếp sau. Đức Phật dạy chúng ta rằng cha mẹ là hai vị Phật sống vĩ đại nhất trong cuộc đời mỗi người. Khi chúng ta sinh ra đời, người mẹ vất vả mang nặng 9 tháng 10 ngày, trải qua cơn đau thập tử nhất sinh để mang đến cho ta sự sống. Cha một nắng hai sương ngày đêm lo nghĩ, hao tâm tổn lực để lo cho ta cơm ngon canh ngọt, mang cho ta tất cả những gì tốt đẹp nhất. Trong cuộc sống, cha mẹ không chê con khó, nhưng con lại xấu hổ khi cha mẹ nghèo. Như vậy, có ai oán lắm thay. Và việc này cũng trái với luật của trời đất. Từ thời xưa cho tới nay, người bất hiếu với cha mẹ, trời không dung đất không tha. Cha mẹ người hy sinh cho mình nhiều nhất mà còn làm chuyện bất nghĩa. Làm sao có thể khiến người khác nể phục và có quyền được hưởng công danh? Vì vậy, khi chúng ta trưởng thành, cần phải hiếu kính với cha mẹ mới là lẽ trời. Nhiều người do nóng nảy hoặc một phút bốc đồng không làm chủ hành vi, lời nói, mà cãi lại cha mẹ, hoặc có những lời lẽ không hay, hành vi chưa đúng sẽ phạm phải tội nặng, nghiệp báo khó tăng. Tội thứ hai, ăn cháo đá bát, bất tín với ân nhân của mình. Cổ nhân dạy rằng, thầy là người cho mình con chữ, khai thông trí tuệ, nếu buông lời bất kính sẽ rơi vào vạn kiếp bất phục. Tri kỷ là người đồng cam cộng khổ, bên cạnh và giúp đỡ nhũng đúc suy vong. Nếu sau này hưng thịnh mà tỏ vẻ khinh bạc, làm chuyện bất nghĩa, cả đời sẽ chịu cảnh cô độc. Xưa nay, người ăn cháo đá bát, có mới nới cũ, đều không có được kết cục tốt đẹp. Trong luận ngữ có câu, nhân nhi vô tính, bất tri kỳ khả giả, đại xa vô khẩu, tiểu xa vô khẩu, kỳ hà dĩ hành chi tai. Hiệu nghĩa là, nếu con người không giữ chữ tín, cũng giống như một cỗ xe lớn nhưng không có mắt xích, xe không thể chạy được thì khó gọi là xe. Người không có chữ tín thì có thành người được hay không? Sự tin tưởng là nền tảng căn bản của việc đối nhân xử thế. Đó là một nhân cách đáng quý của con người mà chúng ta có dùng tiền cũng không mua được.
Thế nhưng ngày nay người ta lại coi lời hứa không đáng giá một đồng. Lời nói chỉ là gió bay, giấy tờ cũng có thể làm giả từ văn bằng, công văn, giấy chứng nhận và các loại hợp đồng. Họ không lường trước được những hậu họa khôn lường có thể phải gánh chịu. Đó không chỉ là chế tài về pháp luật, mà còn là sự bất tín, mất niềm tin và lòng nghi kỵ luôn theo chân họ từ đó về sau. Từng lời họ nói, từng hành động họ làm từ trước đều trở nên vô nghĩa, về sau lại càng không ai tin tưởng. Cho nên, đừng bao giờ để người khác mất lòng tin vào bạn, bởi khi người khác tin bạn, đó chính là giá trị của bạn trong lòng người đó. Thất tín chính là sự phá sản lớn nhất của đời người. Không biết trân trọng ơn nghĩa, lừa thầy phản bạn sẽ phải chịu quả báo nặng nề. Gieo nhân ắt gặt quả, dù trốn chạy ra sao cũng không thể nào thoát được. Đạo làm người phải biết ăn quả nhớ kẻ trồng cây, dù không thể báo đáp cũng đừng quên đi ân tình, bị lòng tham làm mờ mắt mà cầm dao đâm vào trái tim của người khác. Thưa quý vị, thiện và ác trên đời đôi khi rất khó phân biệt, vì vậy đừng bao giờ chủ quan, dùng bề nổi để đánh giá mọi việc, cũng đừng dễ dàng tùy tiện phán xét người khác. Khi chúng ta làm những việc như thế, sẽ vô tình tạo nghiệp cho bản thân mình, thưa quý vị. Cùng xem đó là những việc gì. Câu chuyện thứ nhất, nghĩ xấu về người khác quá nhiều. Có những người vô cùng xui xẻo, sống mấy nửa đời đã gặp vô vàn loại người xấu. Nhưng nếu họ tin rằng trên đời chỉ toàn người xấu, vậy thì cái ý nghĩ vơ đũa cả nắm đó rất có thể sẽ khiến họ phải sống bất hạnh cả đời. Có một người phụ nữ độc thân mới chuyển đến, thấy bên cạnh mình là một gia đình nghèo. Trong nhà chỉ có quá phụ và hai đứa con thơ dại. Một đêm nọ, khu vực đó bị mất điện. Người phụ nữ đang chuẩn bị thắp nến thì nghe thấy tiếng người gõ cửa. Sau khi hỏi do mấy câu, cô ta phát hiện ra người gõ cửa là đứa trẻ hàng xóm bên cạnh, bèn mở cửa ra xem. Cô bé lo lắng hỏi người phụ nữ, cô ơi, trong nhà có nến không? Nghe tiếng đứa bé hỏi, người phụ nữ thầm nghĩ, chắc không phải nhà bọn họ nghèo đến nỗi không có cả nến để xài chứ. Vậy bây giờ chắc chắn muốn gõ cửa nhà cô để mượn nến rồi. Bọn họ nghèo như thế, lỡ cô cho mượn rồi, thế nào sau này họ cũng quen thói đến mượn đồ mãi thì sao? Nghĩ như thế, người phụ nữ trầm giọng đáp, không có. Tuy nhiên, khi cô ta đang chuẩn bị đóng cửa thì cậu bé liền vui vẻ nói, con biết ngay trong nhà cô không có đèn mà. Nói xong, liền cầm hai cây nến giơ lên đưa cho người phụ nữ kia. Mẹ và con sợ cô sống một mình không có đèn sẽ bị sợ, cho nên con mang cho cô hai cây đèn cầy đây. Cậu bé đưa xong liền trở về. Lúc này, người phụ nữ kia vô cùng xấu hổ và tự trách, nghĩ tại sao bản thân lại có thể suy đoán ác ý như thế. Hành động của mẹ con nhà bên khiến cô ta cảm động rơi lệ, đồng thời âm thầm dặn lòng sau này phải hành xử đúng mực, không được tùy tiện dùng ác ý suy đoán về người khác. Câu chuyện thứ hai, đa số người đều nghĩ đến thành công, nhưng ít ai thực sự bắt tay vào làm và kiên trì tới cùng. Ở một thị trấn nhỏ, trời đã lâu không có mưa, khiến cây trồng ở địa phương bị thiệt hại nặng nề. Vì vậy, mục sư đã tập hợp mọi người lại với nhau và chuẩn bị tổ chức một buổi cầu nguyện để cầu mưa trong nhà thờ. Lúc này trong đám đông có một bé gái, vì thân hình cô bé nhỏ nhắn nên hầu như không có ai nhìn thấy bé. Tuy nhiên, vì để cầu nguyện mưa mau tới bớt nắng hạn, cô bé cũng đã đến buổi cầu nguyện này. Trong buổi lễ, vị linh mục bất chợt chú ý đến thứ mà cô bé mang theo, cho nên hào hứng chỉ vào cô bé, đứng trên bục và nói với giọng đầy vui mừng, cô bé đó thật là khiến cho tôi cảm động. Mọi người theo hướng chỉ tay của mục sư, cuối cùng đồng loạt phát hiện cô bé nhỏ nhắn trong biển người. Mục sư nói tiếp, hôm nay chúng ta đến đây để cầu mưa, nhưng trong cả nhà thờ chỉ mỗi cô bé là người duy nhất mang ô tới. Mọi người nghe vậy liền nhìn kỹ hơn và phát hiện chiếc ô màu đỏ được để cạnh cô bé. Lúc này mọi người mới bình tĩnh lại, cả đám người vui vẻ hoan hô và trào dâng những giọt nước mắt mừng rỡ. Chúng ta vẫn luôn biết suy nghĩ và hành động thường không có giống nhau, nhưng dù thế nào đi nữa, khi chúng ta có kế hoạch và ý tưởng, chúng ta cần phải đưa nó ra thực tiễn. Vì sao? Vì cho dù bạn có hay đến đâu đi nữa, nếu bạn không làm, mọi thứ đều trở nên vô dụng, bạn sẽ không nhận được bất kỳ giá trị gì. Câu chuyện thứ ba, những gì mắt thấy chưa chắc đã đúng sự thật. Cuộc sống luôn đầy rẫy những khúc quanh, dù có tận mắt chứng kiến đi nữa cũng chưa chắc điều đó là sự thật. Xung quanh chúng ta luôn có những tin tiết và sự thật mà không ai lường trước được. Thiện và ác trên đời đôi khi rất khó phân biệt, cho nên đừng bao giờ chủ quan dùng bề nổi để đánh giá mọi việc, cũng đừng dễ dàng tùy tiện phán xét người khác.
Có những người thích chủ động thanh toán không phải vì trong thẻ của họ dư giả tiền, mà vì họ quan trọng tình bạn hơn tiền bạc. Những người sẵn sàng chủ động làm việc nhiều hơn đồng nghiệp khác không phải vì họ ngốc, mà là vì họ hiểu được trách nhiệm của mình. Người luôn xin lỗi trước chưa chắc đã vì họ sai, mà vì họ biết trân trọng người xung quanh. Những người sẵn sàng giúp đỡ bạn cũng không phải vì họ nợ bạn, mà vì họ xem bạn là người bạn thực sự. Khi gặp chuyện không vui, chỉ cần tâm trạng cải biến, thế giới cũng sẽ đổi khác. Khó khăn nào cũng có thể xoay chuyển, tùy thuộc vào cách mà chúng ta nghĩ gì. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.